tôi cũng xin gửi tới bạn giáo viên trường, thầy cô giáo, các em học sinh, đặc biệt là trung tâm đào tạo việc làm người khuyết tật tỉnh Nghệ lời chúc sức khỏe hạnh phúc tất cả. Và thật là chương trình là bài hát Đất nước tròn niềm vui. Xin mời toàn thể chúng ta cùng lắng nghe. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho thầy giáo.